Kéo ké, kéo ké. Con còn sòng sòng á nha. Ké còn sòng sòng, kéo được mấy con đâu. Lép. Ba con à. Bốn con luôn à. Đồ mới le le đi mà lên bốn con liền nhanh hả. Giỏi đấy nha. Còn dính lưỡi luôn. Rồi cha. Dãy vò, dãy rim mâm lái hết không? Rồi anh em tiếp tục buông câu. Buổi sáng trên biển anh em câu ghé giải trí ha. Mới thả đàn câu nhẹ nhẹ sơ thôi là làm bốn em lép. Bông lép, bông hàng á anh em, gạt lưỡi nè chứ. Bông lép, bông hàng đủ loại. Kéo cái thùng đá lên cho anh em thấy nè. Một bé, hai bé. Ba bé. Còn bé thứ 4 nằm đây nữa. Đồ cá cá tươi liền vậy đâu. Làm xiên xíu ở trên biển, làm xiên xíu là cá cá tươi ăn liền. Tiếp tục buông câu anh em. Từ đây tới chiều ông câu chắc được hầm cá. Mới câu được mấy em lép. Mấy em bông. Mấy em bông, mấy em lép cho vô son luôn. Làm hai món. Léo cái ổ cũ quá giờ lép bông gì. Quá léo quá đồ. Làm hai món. Đó. Bốc hơi luôn. Đẻ đời tuyệt vời. Đơn sơ thôi. Thấy tiền ngờ của em chưa. Đơn sơ thôi nhưng mà ngon lắm. Làm có những tiệc chiêu vợ công. Vô, năm rực rỡ. Mẹ giờ vô ngọt chứ không. Để người ta liền công mình chữ. Tàu ông thuộc tàu đi sư phụ tay trơ đây thấy bông bông hàng ha, bông hàng chiên ở trên biển anh em chiên này vàng ướm luôn đây. Ồ muối bèn quá luôn chiên thấy lại nha thơm kẻ vừa mới câu nha anh em. Kéo mẹ ai nó dư cái bơm nó dắt vô, dắt vô rồi. Đấy, lấy nét bò, lấy nét rõ vô. Cái vừa mới câu lên, quá đẹp luôn. Chiên được. Mua được đi. Nấu như vậy. Cầm lên coi thử đẹp không Nam. Con to không á, bộ còn được mà sổ con mình nó dài mình á. Gỏi ơi, tẹt ơi. Các bỏ vô luôn gì nữa, vô luôn. Thành quả nè anh em. Đấy, má kéo thêm em cái nhái nữa. Nãy chiên em nữa, hai em ha. Bên này ké nấu ăn quá trời, giờ cũng còn nữa nè. Mới ăn cơm xong ra quay mấy cái đoạn phim ở ngồi ngồi này xíu cho anh em xem. Nấu ăn quá trời cũng còn. Còn trong này nữa, nhảy vô hấp kia nữa. Thành quả ha. Nấu ăn kể 4-5 con. Bốn anh em nấu 5 con. Còn mấy con bỏ trước hầm rồi sáng làm biếng nấu luôn. Xem màn câu cá của mấy anh em. Quay quá quay giờ làm biếng ra ngồi đó luôn. Ngồi đây quay luôn. Giờ làm biếng không muốn ra ngồi đó quay. Ngồi đây quay cho anh em xem luôn. Xem màn kéo. Kéo lên đây, kéo lên đây. Trời gì nữa. Ba con à. Đấy, ba con nhảy nhảy ra nè. Đấy nhảy nhảy nhảy. Đấy. Còn hai ba bé gì nữa à. Hai bé nữa.
câu cá với chuyện chơi anh em đó, anh em mình thẻ cái đầm câu lông rồi nha, không có mất mồi rồi gì nha. Đấy, câu mồi khô, câu bằng kim tuyến, sợi kim tuyến anh em, móc vào lưỡi thẻ xuống chạy rong rong vậy thôi, nhảy vô hấp hết trơn rồi. Thấy con nào đó trong này thấy nè, thấy mấy con vô son đây nè, đấy nó kéo lên là giờ nó nằm ở trong đây luôn nè anh em, bốc hơi luôn, cơm nóng, cái hồ nấu mặn nóng. Mùa dịch mà anh em chơi cỡ này thôi chứ bà con thèm chết. Trứng nè, ké cá trứng nè, sữa này, sữa ké cá sữa, ăn đi sữa của nó luôn đi, ké cá sữa, sữa của cá hồ thì ngon. Thì mấy chỗ này có sữa quất tiếp, còn đây hình như con này bông á, con này bông, con này bự à, còn con có sữa, con này hình như cũng này đầm ruột, đầm ruột đây, đầm ruột lại lấy đầm ruột, đầm ruột, đầm ruột lấy đâu đũa nữa cho ca sĩ. Ok, mời anh em cơm chiều, canh cái hồ nấu mặn. Quay lại xoan cái hồ tuyệt vời cho anh em xem nè. Quá tuyệt vời luôn. Còn con cá nhái nữa. Cá nhái hết chanh làm gỏi rồi. Cá nhái giờ chỉ còn làng chấm bù tạt thôi, chứ còn làm gỏi là không có chanh. Chanh bữa giờ ăn gỏi quá trời, ăn gỏi hết chanh. Mùa dịch Covid ăn uống ở tầm này là quá good à. Ồ, thấy dân biển không? Dễ khúc tù lù quất luôn. Đấy, đấy. Dữ vậy? Dễ viên khúc luôn hả mày? Bơ 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 chút chút gì vậy? Ok, mời anh em nha.